Còn bây giờ xin được chuyển sang các tin tức tiếp theo. Tuyến đường Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trường Chinh, Ngã Tư Sở hiện là một trong những điểm nóng nhất về ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng vành đai 2 bao gồm cả đường trên cao và dưới thấp qua khu vực này đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ. Việc khởi công xây dựng công trình đã diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Nguyễn Tùng đưa tin chi tiết. Xin mời phóng viên Nguyễn Tùng. Vào 9 giờ 30 sáng nay, dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn từ Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở đã chính thức được khởi công xây dựng. Dự án sẽ bao gồm xây dựng tuyến đường bộ trên cao từ Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần dưới thấp từ Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Vọng. Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến vào khoảng là 5 km, rộng 19 m cùng 3 vị trí lên xuống. Dự án được xây dựng theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư vào khoảng là 9.500 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở có vai trò rất quan trọng với hướng lưu thông từ phía đông thành phố vào khu vực trung tâm. Bên cạnh đó cũng giảm thiểu ùn tắc cho khu vực này, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông của thành phố.